Chưa? Xin chào các bạn đã đến với kênh xe máy Hòa Bình Minh ạ. Và ngày hôm nay thì Linh đang có mặt tại cửa hàng xe máy Honda Bình Minh 1, một trong những cơ sở lớn nhất của tỉnh Phú Thọ. Có địa chỉ là Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ các bạn nhé. Và chắc hẳn là các bạn đã rất là quen thuộc với Linh rồi. Và số điện thoại của Linh là 0987162438. Các bạn hãy gọi điện cho Linh hoặc là kết bạn Zalo với Linh để được Linh tư vấn cho các bạn về tất cả các dòng xe Honda nhé. Và ngày hôm nay thì Linh sẽ cập nhật giá cho các bạn trong cái thời điểm tháng 10 dương này, cũng như là các chương trình khuyến mại cho các bạn. Vì thời điểm này nhu cầu mua xe rất là lớn đúng không ạ? Và ngay sau đây thì Linh sẽ nhắc một cái chương trình khuyến mại mà chắc hẳn rằng các bạn theo dõi video của Linh tháng 7, 8, 9 đều biết rồi. Đó là chương trình khuyến mại rất lớn dành cho các dòng xe Honda Winner X, Honda Everblade, Honda Vision và Wenfa. Thì chương trình khuyến mại dành cho 4 dòng xe này sẽ tiếp tục được Honda Việt Nam gia hạn thêm 1 tháng nữa. Tức là các bạn sẽ có cơ hội mua các dòng xe này để nhận những cái chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn trong tháng 10 dương này các bạn nhé. Đó là dòng xe Honda Winner X. Khi các bạn mua dòng xe Honda Winner X, các bạn sẽ được hỗ trợ 4 triệu lệ phí đăng ký trước bạ, hoặc là mua trả góp lãi suất 0%. Thì ngay sau đây Linh sẽ giới thiệu dòng xe Honda Winner X cho các bạn nhé. Linh biết rằng các bạn nam giới, rất nhiều các bạn thanh niên trong thời gian vừa qua các bạn rất quan tâm đến mẫu xe này. Thì ngày hôm nay Linh có trưng bày 3 màu mà Linh nghĩ rằng 3 màu này là màu xe đẹp nhất của dòng xe Honda Winner X. Đó là màu phiên bản đen mờ này. 3 màu Linh trưng bày ở đây đều là phanh ABS nhé. Đây là phiên bản đen vàng đồng này. Bên này là màu xanh bạc đen, phiên bản camo này. Phiên bản camo thì sẽ có màu đỏ nữa các bạn nhé. Đây Linh sẽ trưng bày màu xanh cho các bạn này. Và phía bên này thì Linh có em HRC phiên bản đường đua đấy ạ. Màu đỏ rất là đẹp đúng không ạ? Đây là 3 màu mà Linh bán chạy nhất của dòng xe Honda Winner X. Đặc biệt là màu camo xanh này. Rất là nhiều khách hàng đã đặt camo xanh của Linh, nhưng mà thời gian vừa rồi hết hàng. Vậy thì nếu như bạn nào vẫn đang chờ xe camo xanh bên Linh thì hãy liên hệ với Linh ngay nhé. Bởi vì Linh chỉ về số lượng có hạn thôi ạ. Và Linh cập nhật giá luôn cho các bạn nhé. Thời điểm này khi bạn mua một em Honda Winner X phiên bản phanh ABS như này thì bên Linh đang để giá cho các bạn là 39 triệu đồng. Và nếu như các bạn lựa chọn hình thức hỗ trợ 4 triệu thì giá sau khuyến mại chỉ còn 35 triệu đồng thôi ạ. Chỉ 35 triệu đồng cho một em Honda Winner X phiên bản được trang bị hệ thống phanh ABS nhé. Và bên Linh thì các phiên bản ABS Linh đồng giá cho các bạn nhé, là 35 triệu sau khuyến mại ạ. Đó, và ngoài các phiên bản phanh ABS ra thì phiên bản phanh thường đối với dòng xe Honda Winner X này hiện tại đang để giá cho các bạn là 375, và giá sau khuyến mại là còn 33 triệu 500 nhé. 33 triệu 500 cho Honda Winner X phiên bản phanh thường. Và các bạn lưu ý là chương trình khuyến mại hỗ trợ 4 triệu cho dòng xe Honda Winner X này, hoặc là chương trình mua trả góp lãi suất 0% sẽ kết thúc trong tháng 10. Như vậy là các bạn chỉ còn khoảng hơn 20 hôm nữa thôi là mình sẽ kết thúc chương trình khuyến mại này rồi. Và nếu như các bạn nào mà đã từng mua xe vào cái thời điểm cuối năm ngoái, năm kia, thì các bạn cũng biết là thời điểm cuối năm Honda Winner X có thể về giá cũ bình thường là 40 trên 40 triệu đồng đúng không ạ? Nhưng mà đến thời điểm này thì chỉ với giá khoảng ngoài 33 triệu đồng cho phiên bản phanh thường và khoảng 35 triệu cho 3 ABS thôi. Vậy thì nếu như bạn nào sắp có định mua xe thì các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Chỉ hơn 20 ngày nữa là chương trình sẽ kết thúc rồi. Và tiếp theo nữa thì Linh sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng xe mà đang có chương trình khuyến mại cũng rất là lớn. Đó chính là dòng xe Honda Everblade. Thì hiện tại mua Honda Everblade cho cả phiên bản 125 hay phiên bản 150, các bạn đều được sở hữu một đồng hồ Casio rất là có giá trị. Đồng hồ đeo tay bao gồm có mẫu nam và mẫu nữ để các bạn có thể lựa chọn nhé. Và chương trình khuyến mại cho dòng xe Everblade này cũng sẽ kết thúc trong tháng 10 này thôi. Và ngay bên cạnh Linh đây là một em Honda Everblade phiên bản 125 màu đen nhám. Đây là một trong những màu xe mà có doanh số bán nhiều nhất của dòng xe Everblade. Và hiện tại giá bán tại hết đang để giá cho các bạn là khoảng 41 triệu đồng cho em màu đen nhám sơn mờ phiên bản đặc biệt như này. Đó, phiên bản đặc biệt này thì có giá cao nhất các bạn nhé. Còn nếu các bạn lấy phiên bản tiêu chuẩn các màu còn lại thì nó chỉ có giá khoảng ngoài 40 triệu đồng thôi. Và một dòng xe nữa cũng đang có chương trình khuyến mại ngay bên cạnh mình đây, đó là dòng xe Honda Wenfa. Thì thời điểm này các bạn mua hai dòng xe này, Wenfa hoặc là dòng xe Honda Vision, các bạn sẽ được nhận ngay hai mũ bảo hiểm có kính của Honda Việt Nam nhé. Hai dòng xe này là đang có chương trình là tặng hai mũ bảo hiểm có kính này. Và đặc biệt hơn đối với dòng xe Wenfa này, thời điểm này bạn là học sinh, bạn là sinh viên, bạn vừa mới ra trường hay bạn đang có ý định mua một dòng xe với số tiền vừa phải, khoảng ngoài 18 triệu đồng thôi, thì các bạn có thể lựa chọn dòng xe Honda Wenfa và đang có hỗ trợ trả góp với lãi suất 0%. Với số tiền trả trước cho Linh sẽ rơi vào khoảng hơn 5 triệu đồng nhé, là trả trước. Và các bạn mua góp lãi suất 0%. Thì có rất nhiều khách hàng nói với Linh rằng là không tin là lãi suất 0%. Thì hôm nay Linh cũng chia sẻ thật luôn cho các bạn để các bạn biết chi tiết cụ thể hơn. Đó là dòng xe Wenfa này hỗ trợ gói lãi suất 0% là chính xác các bạn nhé. Và mỗi tháng các bạn sẽ mất thêm khoảng 50.000 phí bảo hiểm.
còn lại là không hề mất thêm một khoản lãi nào nhá. Các bạn sẽ mất thêm khoảng 50.000 tiền phí bảo hiểm. Ví dụ như bạn nào mà mua Wenpha trả góp này trong vòng 6 tháng thì các bạn sẽ chỉ mất khoảng 300.000 tiền phí bảo hiểm thôi. Như vậy là còn lại là không hề mất lãi suất nhá. Đấy, nếu như các bạn nào đang quan tâm thì các bạn có thể theo dõi chi tiết. Và sau đây thì Linh sẽ đi báo giá một số dòng xe cho các bạn tham khảo này. Một trong những màu xe mà Linh rất ít khi quay tới, vào hôm nay Linh thấy nó cũng bên Linh mới về một chiếc và Linh thấy nó rất là đẹp đấy ạ. Đó là dòng xe Honda Future. Thì Linh cũng nói rất nhiều với các bạn rồi, Future là một dòng xe mà cũng không cần phải nhắc đến nữa, bởi vì thương hiệu tên tuổi của Future đã có hơn 20 năm trên thị trường rồi, đúng không ạ? Và phía bên cạnh Linh đây là một trong những cái màu mà Linh rất là thích, Linh thấy rất là đẹp đấy ạ. Màu đỏ đen các bạn nhé, màu đỏ phối với màu đen, phiên bản vành nan phanh đĩa các bạn nhé. Future nó chỉ có phiên bản vành nan hay là phiên bản vành đúc thôi, còn phanh của nó là phanh đĩa rồi. Và đây là động cơ 125 phân khối, sử dụng hệ thống kim phun điện tử và với khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt, 100 cây chỉ hết khoảng 1,54 lít theo thông số của Honda Việt Nam đấy ạ. Thì đối với dòng xe Honda Future này, các bạn chỉ khoảng ngoài 29 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu một phiên bản vành nan này rồi. Và nếu như các bạn lấy vành đúc thì các bạn sẽ bỏ ra khoảng 31 triệu đồng cho phiên bản vành đúc nhá. Rồi, và tiếp theo thì bên này Linh có này, Wenpha màu xanh, màu đen. Đây màu xanh, đây có màu đen. Cũng đồng giá cho bạn luôn nhá, khoảng ngoài 18 triệu đồng này. Và bên này Linh có một em Honda Outlander 150 phiên bản đặc biệt đấy ạ. Một trong những màu xe bán chạy nhất của bản 150, màu xanh xám, xanh nhám này, sơn sần. Hiện tại đang có giá thì khoảng ngoài 52 triệu đồng nhá. Đó là màu xanh nhám. Còn bên này Linh có Honda Vision. Đây là Honda Vision màu đen nhám. Đây là phiên bản đặc biệt, gọi là đen vàng đồng. Tại sao gọi là ban đen vàng đồng? Bởi vì là sơn thì màu đen rồi, nó có cái logo màu đồng nhá. Các bạn có thể quan sát luôn là logo màu đồng đấy ạ. Đó. Thì phiên bản này hiện tại có giá cũng rất là tốt, khoảng ngoài 33 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu rồi cho một em Honda Vision rồi. Và bên này thì Linh có đây ạ. Bên này Linh có, các bạn có thể quan sát thêm là Linh có màu xanh. Màu xanh đây là phiên bản cá tính này. Đây là màu mới nhá. Màu mới cũng như là phiên bản có sự khác biệt lớn nhất, đó là phiên bản cá tính với vành phía trước là 16 inch. Linh cũng nhắc rất nhiều trong các video của Linh rồi đấy ạ. Vành trước 16 inch. Và đây là phiên bản mà chiều cao nó cao hơn các phiên bản còn lại, cũng như là có một màu sơn rất là đẹp đấy ạ. Và hiện tại nó đang có giá khoảng ngoài 36 triệu đồng. Và mua Honda Vision thì các bạn nhận được hai mũ bảo hiểm có kính của Honda Việt Nam. Và bên cạnh đây nữa thì Linh có màu đen nhám của Honda Elite. Honda Elite màu đen nhám hiện tại đang có giá khoảng ngoài 41 triệu đồng nhá. Honda Elite thì các bạn đã quá quen thuộc rồi, mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa, đúng không ạ? Và sau bây giờ thì các bạn hãy cùng Linh vào showroom để theo dõi Linh một dòng xe mà vừa được Honda Việt Nam giới thiệu và mấy ngày hôm nay nó đang rất là rầm rộ, rất là hot rồi, khách hàng đang tham khảo giá rất là nhiều. Đó chính là dòng xe Honda SH 350 phân khối nhé, các bạn hãy theo Linh vào cửa hàng ạ.